chưa. Trời ơi, thêm một em luôn cả nhà ơi. Trời ơi, mình đang nói chuyện là nó đã ăn dính từng câu rồi. Trời, dễ quá dễ luôn. Ủa, rớt từng lưỡi câu kìa hả? Vậy không biết để sao cái thùng nào cả nhà thấy không? Nó bự bằng cái miệng thùng B luôn nè. Dài hơn cái miệng của thùng B luôn. Cả nhà bự hơn bàn tay luôn. Nghe nó dài cỡ chừng nè. Một gian mấy. Cái miệng nó không dám thọc cái tay vô luôn á. Tại cái hàm răng nó dữ lắm, nó nuốt nguyên cái cục màu này nè. Thì sáng giờ câu. Ôi. Rồi, bắt cái đi. Nó dậy quá hả? Nè, con này khoảng 800 gram hả hơn hả? Đó, được 3 con quá đã cả nhà ơi. Quá bự rồi. À, bữa nay em mình câu được mấy con cá chim trắng quá khủng cả nhà ơi. Bây giờ có hai con nó cắn đứt cái lưỡi luôn ha. Bây giờ mới dính một con mình lu bu mình không quay được. Bây giờ ba mình gỡ ra nè, nó quá trời dậy nè. Rồi sức đứt dây không? Cái miệng nó đút vô là cái tay mình nó cắn luôn cả nhà. Rồi đứt dây luôn hả? Rồi ơi, nuốt lưỡi câu luôn rồi, cầm nó lên đây. Rồi nó quá bự cả nhà ơi. Nặng lắm, nặng luôn nè. Đó. Để cái tay bằng tay đó. Giờ không biết để sao cái thùng nào cả nhà thấy không, nó bự bằng cái miệng thùng B luôn nè, dài hơn cái miệng của thùng B luôn. Cắt ăn đứt cái lưỡi luôn hả? Nút lưỡi luôn rồi. Nó quá trời cả nhà ơi, còn ở trong nhà hai con nữa. Bỏ chặt cái thùng B luôn, để xuống đất nè. Nè. Dậy xuống đó nha. Nè, cái nhà bự hơn bàn tay luôn. Nè, nó dài cỡ chừng. Cái này đem cái cân lại cân không? Một gian mấy, xách cái cân ra đi, cân cho mọi người xem ơi. Không dằn đâu. Quá bự rồi nè cái miệng nó cả nhà. Ê cái miệng nó đi. Cái miệng nó không dám thọc cái tay vô luôn á. Tại cái hàm răng nó dữ lắm, nó nuốt nguyên cái cục màu này nè. Bao ra để cái thùng xuống. Nó bự lắm, để mình quay hai con bên trong nữa cả nhà xem. Thôi để đó đi, gừng ra đây xa nặng lắm. Bây giờ ở đây nè, đây được nè, cưng bự. Ở đó cũng được nữa. Đây, để bây giờ để ngay xuống đất á. Khoảng. Thôi bây giờ mình cân cả nhà xem con này ha. Ấy da, trời ơi, bưng giùm ơi. Bưng giùm. Để nhẹ nhẹ lên đây. Để cho nó nằm im mà nó dậy một cái nè, dữ lắm à. Đó, chị em nằm im trên này luôn. Rồi. Của mình là 1 kg nè cả nhà. Ký à, con này được 1 kg. Rồi bắt thêm hai con kia cho mọi người xem luôn. Cần hai con kia luôn coi. Bây giờ mình còn hai trong lưu hai con rồi mọi người. Bây giờ để cái cân luôn. Bây giờ kia coi. Rồi sáng giờ câu. Ôi. Rồi bắt cái đi. Nó dậy quá hả? Cái con này là nó ăn là nó nuốt lưỡi câu luôn cả nhà. Đó. Thêm con nữa. Kệm sao đâu, nó đâu có gai đâu. Nó đâu có gai, nó dễ chứ nó không có gai. Nó hiền. Rồi, cân luôn, đem ra. Con này được 1 kg ha. Để hai con đó coi nhiêu nè, khỏi thùng đi. Khỏi thùng này nè. Không có để chung hả? Thì cân nghiêng hai con đó thử coi. Hai con này thì bé hơn cả nhà. Có cái gỗ này không biết nhiêu nữa. Chữ gỗ ra 200 gram. Hai con này 1 kg à. Để con này khoảng 800 gram hả hơn hả? Đó, được 3 con quá đã cả nhà ơi. Quá bự rồi. Đó. Cái con bự này không dám mở cái miệng nữa cả nhà. Cái miệng của nó là đút cái tay vô là nó làm cái phập liền đó. Cái răng của nó nè, dày lắm, nó còn nguyên cục mồi luôn á. Bữa nay câu rồi, quá trời im cả nhà ơi. Quá lớn luôn rồi. Cầm lên làm hình nền được. Ôi quá trời. Cứ cầm lên á, nhưng được anh gặp một tay không được. Cầm kiểu ở bên Mỹ nè. Rồi cầm đưa lên coi. Đưa lên cái mặt tới coi. Ồ, đưa lên mặt nè, cho thấy coi. Ồ, đưa ngang qua. Ngang gì nè. Ồ, quá trời cả nhà. Chà bá nện luôn, ôm đá luôn. Ồ, bữa nay chiên con này không ăn là phê rồi. Rồi quá trời mà cả nhà ơi. Rồi bỏ vô thùng đi. Rồi bây giờ có mấy em chim trắng ở dưới mương mình nó quá lớn á. Sợ năng mấy cá con cả nhà. Bây giờ em mình bắt đầu ngồi câu ha. Đó, để cần câu ngồi câu luôn. Lấy mồi sống này kia nó cũng ăn cả nhà ơi. Ăn là nó nuốt luôn lưỡi câu á ha. Ở dưới mương mình mua cái giống vậy cũng còn sót nó nhiều lắm, có lựa không hết nổi cả nhà ơi. Lúc đó nó nhỏ xíu à. Mình mua một lần mấy ngàn cái giống nên cũng khó lựa được nó ra hết ha. Trời ơi, thêm một em luôn cả nhà ơi. Trời ơi, mình đang nói chuyện là nó đã ăn dính từng câu rồi. Trời dễ quá dễ luôn. Trời ơi. Được khóa lại chưa? Khóa lại. Rồi dính một em luôn. Cái này bội thù rồi. Không mất tiêu cọng dây rồi, không thấy luôn. Ê, kéo nó lên cả nhà ơi. Thằng này hung dữ. Ôi rồi chui dữ luôn. Ủa giờ rớt cái lưỡi câu kìa hả? Này cũng khác. Ôi gì gà. Quá mạnh cả nhà ơi. Nè. Dây nè. Ôi không đứt lưỡi, gỡ đi. Còn sao hết.
đây nè cả nhà. Đó, thấy cái hàm răng nó không? Hàm răng nó siêu to ha. Đó. Học cái tay vô nó cắn đau lắm luôn á. Đó, em này cũng to đó. Đó, cái miệng móm móm nè. Miệng móm móm ăn dữ lắm, ăn luôn cả nhà. Đó. Nó kéo con dây của thì cần câu mình ra xa luôn ha.